vậy? Lạnh. Lạnh là mà lạnh. Anh nói là cái gì vậy đó? Lên núi mà có tuyết á, anh chỉ cho có cái khăn quàng cổ thôi. Thì cái thời tiết này là thời tiết nóng đối với anh đúng không? Đói chưa? Đói mà không có cái miệng. Bây giờ mình ăn cái gì? Hai anh em đã hoàn thành phần nhiệm vụ vận động nên hai anh em sẽ nhận được bữa ăn tối. Ít nhất là gồm 3 món độc lạ nhưng không quá đắt tiền. Rồi hiểu luôn rồi. Và vì Thiên Vương hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn là Miko giúp tay thực hiện ít nhất một món. Hồi phục sức khỏe cho anh nha. Rồi đi lên đường. Đi. Có một người bạn sống ở Đà Lạt lâu năm rồi chỉ cho em chợ Đà Lạt á. Nếu mà anh đi bên phải này có một cái hàng bún rất nổi tiếng, bún riêu kiểu của người Đà Lạt là nó có phong cách miền Trung một chút. Còn bên trái á thì em nhớ là có tiệm là bánh bèo bột lòng bánh thích. Tại ở Đà Lạt á vì cái không khí khí hậu nó cho nên nấu nước không bao giờ sôi được 100 độ. Quen của em ở đây đi. Một cái món ăn gì mà vừa độc vừa lạ mới mẻ rẻ tiền không có mới không có độc nhưng mà là ngon. Món gì chị? Bánh tráng nướng là nổi tiếng của Đà Lạt. Bánh tráng nướng rồi, trứng nướng hành nè, thịt xiên que. Xiên que có thể, trời ơi rất ngon. Còn mấy chỗ bán sữa luôn, sữa đậu nành ở đây là nổi tiếng rồi. Rồi sữa đậu nành, rồi cái món lạ lạ nữa thì có da u phô mai này nổi tiếng, bán cháy một chén luôn. Bây giờ da u phô mai chị có luôn ạ. Chị tặng cho em đây, bây giờ luôn. Người đàn ông này chưa bao giờ ăn dâu ô phô mai. Đúng người ạ, nổi tiếng ở đây là. Ủa khoan khoan, dâu ô phô mai ăn chị sao? Tặng đây rồi, mấy bạn có muốn thưởng thức tại đây không hay dạ, có ăn luôn. Trời ơi, phô mai. Ai đi lên Đà Lạt phải ăn, dứt khoát là phải ăn món này. Chỉ cho luôn á, phô mai chỉ cho đó. Tôi chưa ăn, thề tôi ăn rồi. Béo không? Thấy nó mặn mặn hơn không? Bỏ muối vậy? Béo mà nó thơm, không bỏ bột không gì hết, sữa tươi, sữa chua, phô mai. Món này chắc cái anh Dương thích rồi bởi vì nó tốt với sức khỏe mà. Quá tốt cho sức khỏe, nhiều chất bổ mà lại ngon. Bá cháy không? Mình có món da u muối luôn. Đâu nữa? Da u muối là ngoài Đà Nẵng có. Em nên hồi phục về cái vụ đi ăn cho anh đi. Mấy cái đồ ăn giặt là sao anh yếu vậy? Để từ từ, để tới du lịch kỳ thú lần sau á làm cho anh Dương ăn. Chị ơi, em cảm ơn chị nha. Trời, không có gì. Chị bán món gì chị? Bánh tráng nướng. Bánh tráng nướng hả? Chị, cho em nướng. Lên Đà Lạt có một chỗ mà phải ăn đó chính là xôi ngay đường 32. Bánh tráng nướng dẻo không của cô đó đúng không? Nó có nhiều lắm, nó quá trời. Biết rồi. Quá lửa cái bị cháy không? Ở nhà em có nấu ăn gì không? Không. Tráng là bánh tráng của miền Trung. Ok, đi dùng được mà ăn. Cũng hiếp lại mạo hiểm trên sức khỏe của anh Thiên Vương thế nhỉ? Em thấy nó hơi dày. Đúng rồi, bánh tráng nó ở khu vực này thường thường là vậy mà. Wow, thôi thèm quá. Làm sao bỏ phô mai lên nữa. Cái này là của em, cái của anh sẽ là do em làm. Cô, bánh tráng này là có ở Đà Lạt từ khi nào cô? Cô đang có bạn á, là cái bạn cô á. Là bụng tù chân mẹ cô được 13 tuổi. Mình không biết anh Vương đó làm gì, chơi tiếp vậy thôi. Cái người đó bạn là ngày 5 ngàn thôi. Còn bây giờ? Lên 5 ngàn, 6 ngàn, 7 ngàn, 8 ngàn. Bình thường là 10 ngàn, mà còn cái đi vô nữa là 20 ngàn. Kìa, dạ cô, đây, cô con. Thôi rồi, con ăn thịt đây. Dạ. Nó phải ngon ha. Ok, anh cắn chứ, cãi đi để tí nữa anh biết cái của em nó như thế nào. Nóng bắt. Pizza Việt Nam đấy. Chị hai người ăn ba một chút. Wow. Ngon. Ngon. Rồi em làm đi. Em không làm đi. Bé đi tôi. Ở nước mạnh mới là mặt trăng. Thôi bỏ đi. Chỉ đủ mặt trăng thì em không. Mặt mập thì có mặt trăng. Hành nhiều vô mới ngon. Cái anh nghi ngờ em quá Trinh. Rồi đập cái trứng vô. Thấy giờ biết làm bếp rồi. Thấy Trinh nó chạy kìa. Xoay. Xoay cái gì? Xoay. Nó chạy nè. Trời ơi, bánh của anh xoay vòng tròn. Xoay cái bánh vòng tròn á. Anh nước. Dương bạn cái bánh này chắc. Anh đâu chứ. Trời ơi, khi anh Dương làm còn rành nghề không ăn Trinh nữa. Xoay vòng tròn. Từ từ đi. Ông ăn hết cái của tôi được. Anh nghi ngờ bánh này quá. Thế nào? Đi. Tôi tới đây. Được chứ bộ. Trời ơi. Anh phải ăn đó. Tay rửa chưa vậy? Trời ơi. Chết rồi. Chết rồi. Cô ơi cứu con, nó cháy. Mà làm đồ ăn là nó rất là giòn luôn á. Chảy ra. Ôi em làm cái này em thấy chất lượng á. May càng ngày càng ốm. Bởi đi với cô nàng. Rồi cái này gặp sao? Làm được gì mình. Chảy rồi đó. Ngon em ơi.
ngon 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 ngon. Dạ dạ, bà kẹp bẹp dễ giống cô. Mày mình biết trước không? Nãy em chưa ăn đâu, em ăn cái này nè. Không, anh no rồi. Anh ăn hết cái của em rồi. Để bỏ ra cái miếng khác nữa. Trời ơi. Anh nhìn cái tấm lòng của em, cắn thử một cái đi. Ngon. Dạ, mấy chưa? Đúng là có khác, mùi vị khác. Chúng ta đã thưởng thức được hai món ha. Mà có thể là nói là thưởng thức đâu, có anh ăn hết cái bánh kia của em còn chưa kịp ăn nữa. Có một món ngon hơn đặc trưng ở đây mà hầu như ai cũng muốn ăn, bánh mì. Hồi nãy em giới thiệu mấy món cái nó hương vị Việt Nam. Cái giờ nó bánh mì anh biết ăn bánh mì chính là cái quốc hồn quốc túy của Việt Nam mình không? Nói với em nghe. Rồi. Ơi ướt nhẹp rồi. Mưa lạnh như vậy ăn đồ nóng rất là ngon. Đúng rồi, em thấy xíu mại này khác ở xíu mại Sài Gòn không? Khác, em thấy viên nó nhỏ hơn. Có cây, okay. Xíu mại ở Đà Lạt không có cà chua. Ai bỏ cà chua? Đó. Có, Sài Gòn có Sài Gòn là có cà chua. Nhưng mà em thấy ở Sài Gòn á cũng không có bày ra một nồi như vậy. Cái phần rau kèm thấy cũng lạ. Nó có hai ổ. Cây xé lưỡi. Cô bán món này lâu chưa? 20 mấy năm. Mẹ cô truyền lại. 1, 2, 3. Có kết hợp được tốt đẹp. Mặc dù anh em có vẻ đi một ngày tưởng thân thiết mà mình chưa có kịp làm, chưa có kịp mời. Mình đi ẩm như bù nhìn đi theo chơi cho vui vậy thôi. Sao nó có nghĩ gì tới tưởng tượng tồn tại của mình. Ngon. Ngon ngon. Ngon. Cái vị tất nhiên là hoàn toàn khác so với Sài Gòn ha. Em thấy nó lạc hơn, cay hơn. Chút nhưng mà cay hơn. Cái thứ hai nữa là không có vị chua. Em thấy ở đây béo hơn nhiều á. Tại vì thịt mỡ với lại phần dầu màu nhiều. Cay ghê luôn. Trời ơi, giết tôi đi. Trong vòng 5 nút nhạc các bạn hãy kể ra những món ở Đà Lạt mà các bạn muốn ăn. Nữa đâu nè anh. Xô gà. Bánh mì thịt nướng nè. Khoai lang nướng. Thịt heo nướng nè. Đặc biệt là cà phê ở Đà Lạt cũng cực kỳ ngon. Có luôn. Kem bơ. Các món ăn mà Miko với anh Vương thích ăn thì cũng ăn rồi. Mà các món mà các bạn thích ăn thì tụi tôi cũng ăn giùm các bạn rồi. Và chắc chắn là ekip của mình sẽ khó mà đi Đà Lạt lại lắm. Tại mình sẽ đi nơi khác nữa. Nên là các bạn cũng không ăn được nữa đâu. Sau chương trình này tôi sẽ bút vé và bài thẳng ở Đà Lạt không. Ăn uống. Đó là phần ăn uống mà nhiêu đó thôi là các bạn cũng thấy anh Thiên Vương anh mang lại cho Miko một cái chuyến đi tuyệt vời hơn người đàn ông ngày xưa rất là nhiều. Ăn chơi. Hiểu rồi. No nê rồi, giờ phải nghỉ ngơi. Câu chuyện tình mà cảm ở trên Đà Lạt thì có rất nhiều mô hình để nghỉ ngơi và giá thành cũng không cao lắm. Hả? Chúng ta đã tới đây rồi, đây nè. Anh ơi, em thực sự càng lúc càng lo sợ. Anh có cái ý đồ xấu với em đúng không? Em la. Trời ơi, bà la suốt chuyến rồi bây giờ còn bắt đầu rồi la nữa cửa hả? Cái á, tức là có ý định làm gì với người ta với bà mà bà cứ tự ngộ nhận thôi. Ủa? Để kia coi đi. Coi chuẩn bị đi. Đó, đó là cái mà đang nói tới đó. Dễ thương không? À này, cái hộp mình nói là cái hộp. Cái giá phòng này bao nhiêu một phòng? À, giá phòng là 250 một đêm. Là một ống á, một ống. Có thể là một người, ba người. Thế giờ còn phòng nào không? À, còn một phòng, một cái lều nữa. Lều ở đây là có nệm, rồi có máy sưởi, có điện. Ồ, có nghĩa là đầy đủ hết. Đầy đủ hết. Giống như trong nhà đó. Y như trong phòng luôn. Là thôi, ok quyết định vậy chứ. Sáng dậy rồi anh chỉ việc ngồi đây ngắm mặt trời đúng không thôi. Mình coi thử ai ở trong nhà tròn, ai ở ngồi ngoài lề. À thì có hả? Không nhận hả? Hình như mấy người mà có vợ rồi không bao giờ biết ga lăng là gì hay sao? Không, em cứ nhấn đi. Chừng nào mà cái ca sấu nó cắn cái bụp, có nghĩa là người đó thua. Mày ơi, mắt hiện hình rồi mày. Ủa tôi đâu phải là ông đĩa thần tài đâu mà cầu là ra liền vậy. Quá xui. Anh đau luôn em, anh đau luôn. Cái gì đâu. Ổng lắm á, mình à, có toilet chung nhưng mà rất là sạch sẽ. Trong toilet cũng có đầy đủ đồ nghề. Khi á mưa mà nặng hạt á, gió lốc á, có thể bay lèo ha, cho nên là em cứ ngủ. Thôi có vợ rồi hả, có gà làng, có đàn ông, cái nem ở chỗ này nó bị ướt nữa nè, không được đâu anh Vương. Đi đi ra đây nó nghe nói chuyện chút thôi. Anh nghĩ sao em làm sao mà đặt lại anh mà anh no cái gì? Anh coi kìa, cái nệm bên kia nó ướt rồi. Đâu? <Ê. cười>
trời ơi, ướt cái này sao nắm mũi rồi chứ. Cái mô hình mà chúng ta thấy bây giờ hiện tại nó đang rất phổ biến cho những cái bạn trẻ năng động, một phòng có thể ở hai người hay ba người cũng được. Tối thì thường đốt lửa trại ở ngoài rồi sinh hoạt chung với nhau, có thể nướng đồ ăn, và sáng thì mình ra mình có thể mình ngắm được bình minh lúc sáng sớm. Thiên Vương và Lan Trinh đã trải qua một ngày vừa đi chơi mạo hiểm leo cây, vừa tìm những món ăn mà có giá thành vừa phải chăng mà may có thể nốt lại trong cuốn sổ tay của mình. Khoan, em đã nghe nói là mọi người vẫn thường hay chê em ở cái chỗ là hay kéo kẹt đó đúng không? Ừ. Tại sao giờ lên đây cũng lại đi vào vết xe của em, cũng đi tìm mấy món ăn rẻ vậy? Không phải, tại vì món ăn đường phố giá thành nó chỉ bao nhiêu đó thôi. Có những món gọi là đặc sản của Đà Lạt mà cái giá thành nó cũng rất là thấp. Với lại nè, anh Thiên Vương là anh thấy cái gì đặc sắc thì anh chọn, chứ không phải là cái gì cũng phải rẻ như là may. Và anh dẫn đi cô kêu đi chơi, máu đi chơi cái chỗ đắt tiền, xong cái gì đi ăn thì đi ăn nhẹ nhẹ thôi, tại Miko giảm cân mà. Sau đó anh dẫn Miko vô một cái phòng trọ mà Miko rất là thích, một cái hostel rất là thì đẹp. Nó cũng là tiết kiệm tiền. Không, với lại thật ra kiểu gì may cũng sẽ không chấp nhận bỏ 250 để thuê phòng cho Lan Trinh đâu. Không, kiểu gì cũng bỏ người thôi. Đà Lạt không chỉ có gọn bao nhiêu đó thôi, còn rất nhiều điều thú vị nữa mà các bạn sẽ được thấy, nhưng mà mình phải qua tuần sau. Thế anh thấy thì chuyến hành trình này rất là hấp dẫn. Riêng Thế anh coi mấy cái màn mà Miko với lại anh Thiên Vương ăn là thôi mà chịu. Nhớ lại cái thời trời gian ơi, mà ở Đà Lạt được ăn những cái món kinh đó khủng, ơi. Rất là ngon. Nói chung là bây giờ tới cái màn mà phân định thám tử nào sẽ là người xuất sắc hơn, không biết làm sao đây. Bây giờ đầu tiên sẽ là nữ ca sĩ kim diễn viên MC xinh đẹp Miko Lan Trinh. 1, 2, 3. Ủa gì kỳ vậy? Một người thì tôi biết rồi, kẻ thù truyền thì kiếp, còn một người là ganh tị đúng không? Tôi không có thù vặt gì bạn hết á, tôi chỉ chẳng qua là tôi mệt vì cái sự léo nhéo của bạn thôi. Với lại bạn quá thủ đoạn. Không tôi có tôi làm đây sao mà còn nổi bật lên hình tượng của anh Thiên Dương điềm đạm, tài ba. À, bây giờ sẽ tới phần đánh giá cho nam ca sĩ Thiên Dương. 1, 2, 3. Mày đen tiếp kìa anh. Ủa dạ? Trời ơi, sao đen vậy? Tại vì anh dễ bị lừa quá. Trời, anh lớn tuổi nhất ở đây mà anh không để bị lừa. Thật sự là nghe nói là Lan Trinh ở một cái lều mà bị ướt, thì anh tên kiểm tra thử là cái lều nó ướt thật sự hay không. Anh cũng không cần phải giải thích đâu. Bởi vì sao? Nếu như ở trường hợp là may thì may cũng vậy thôi à. Nói chung là qua chuyến đi này thì thấy được anh Thiên Vương là một người rất là mạnh mẽ, rất là ga lăng, thương em gái đúng không? Rất là hay. Cái huy chương này dĩ nhiên là sẽ thuộc về anh Thiên Vương rồi. Yeah.